người, hôm nay là buổi sáng đầu tiên tại nước Mỹ. Hiện tại thì mình đang mua vé tour đi thăm thành phố, những chiếc xe buýt 2 tầng. Thứ nhất là rất là đẹp nha mọi người nhá. Đấy, mình sẽ đi một vòng quanh thành phố trong khoảng hơn 2 tiếng. Và đầu tiên là mình sẽ đi đến địa điểm là cầu Cổng Vàng mọi người nhá, chiếc cầu nổi tiếng nhất của nước Mỹ và mình nghĩ là nổi tiếng nhất trên thế giới nha mọi người nhá. Đến đầu tiên trong hành trình đi tour một ngày tại San Fran của mình, đó là chiếc cầu Cổng Vàng, cái cầu được danh là kỳ quan hiện tại thế giới, một trong những cây cầu nổi tiếng nhất trên thế giới và của nước Mỹ mọi người nhá. Đấy, mọi người nhìn này, cái cầu rất là đẹp đấy. Điểm dừng chân tiếp theo của mình đó là khu phố Chinatown tại San Francisco, khu phố nổi tiếng nhất của người Hoa. Ở đây thì rất là nhiều nhà hàng ở Trung Quốc. Đấy, và du khách đến đây San Francisco thì đều phải đến đây để thưởng thức món hàu nhé mọi người nhé. Đấy, khu phố người Hoa lớn nhất San Francisco. Đi đi kìa.